Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và trừ cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 18 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày nhâm dần, tháng nhâm dần, năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quý, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tức giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành nghiên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát, vài nạp âm kim bạch kim kỵ tuổi nhâm thân canh thân ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh thân bính thân bính dần tuổi xung trong tháng tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho sau sáu trong ngày gồm có sau thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sau lục bắt hành 6 đối với xây dựng sau vạn vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ sau lôi công 6 đối với xây dựng nhà cửa và đặc biệt đó ngày 18 tháng 2 năm 2022 tức là ngày 18 tháng riêng năm nhâm dần ngày này là ngày vạn vong cũng là ngày tam đa nương sát sáu kỳ về khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay là cất nhà vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính tây và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết Từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày có thương quan giáng họa điều này làm cho bạn rất dễ có sự tranh chấp với người lãnh đạo trong ngày hôm nay và với ba tuổi tý bạn không nên cố tình đẩy những mâu thuẫn này lên quá cao nếu không chính bạn mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi vì sẽ bị chèn ép về công danh sự nghiệp trong tương lai và ngày này với bạn tuổi tí á, cho dù bạn có gặp phải những vấn đề khó khăn như thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh cũng không nên có những suy nghĩ từ bỏ hoặc là thôi việc. Bởi đó chỉ là hành động trốn chạy mà thôi. Bạn cần phải dũng cảm để đối mặt với mọi thử thách, coi đó là cách để rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi tí, lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. May mắn là mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người nhà đang rất hài hòa và in ấm. Bạn mệnh tuổi tí có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình Mọi khi gặp phải những vấn đề bế tắc. Khó khăn, chỉ cần hai người đồng lòng sẽ có thể giải quyết được mọi việc nữa rồi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này. tử vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, dễ vướng phải tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy để mâu thuẫn lên cao tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực muốn buông xui, bỏ cuộc giữa chừng tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ vượt qua thử thách để hoàn thiện bản thân mình tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng đồng lòng cùng giải quyết những vấn đề khó khăn và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu, thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu nếu như bạn đang theo nghiệp học tập nghiên cứu khoa học sẽ đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc của mình bạn có thể gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh nhờ vốn hiểu biết và kiến thức sâu rộng của mình nữa nhé và ngày này với bạn tuổi Sửu nếu như bạn phải tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc, bạn chỉ cần giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy đúng khả năng của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công lớn, bạn có thể đạt được một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và công việc của mình nữa rồi. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nữ kia lại không được máy hài hòa với nhau vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau. Vì vậy, bạn tuổi sửu cần phải mở rộng lòng mình hơn chứ đừng có dự kín mọi chuyện ở trong lòng chỉ vì nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình. Vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này. Từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc của mình tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy học hành thi cử hay là xin việc đều gặp được thuận lợi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa phát huy đúng khả năng sở trường của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc vợ chồng cần phải chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 10 số 76 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Dậu tuổi Hợi từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dần đang có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nhờ vào vận may của mình. Có người trúng số, trúng thưởng hay là có thể sẽ nhặt được một thứ gì đó giá trị giúp cho bạn cảm thấy lần lần trong tâm trạng vui vẻ cả ngày. Tuy nhiên với bạn tuổi dần, bạn không nên vì thế mà nảy sinh tư tưởng ý lại, há miệng chờ sung bởi không phải khi nào may mắn cũng mỉm cười với bạn cả nhé. Và với bạn tuổi dần, bạn là người vốn thông minh và cởi mở, điều này sẽ dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. song trong ngày hôm nay, bạn không nên ba hoa, khoác lác với những điều vượt quá với khả năng của mình. Điều này khiến cho người khác nhìn mình bằng con mắt khác xưa bạn tuổi dần nhé và xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 18 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày vãng vong, cũng là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Nếu như thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay thì bạn mệnh sẽ gặp nhiều điều không thuận lợi, mọi việc không được như ý muốn về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa phát tài nhờ vận may của chính mình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên trông chờ vào sự may mắn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên ba hoa khoác lác về bản thân tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim thực hiện công việc đã lên kế hoạch từ trước và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 33, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão do có được sự trợ giúp của tam hội phù trợ điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay đều tiến triển thuận lợi và ngày này với bà tuổi mão được xem là ngày may mắn với bạn vì vậy nếu như bạn mệnh có kế hoạch ấp ủ gì thì không nên chần chừ do dự mà hãy thực hiện ngay với những kết quả mà bạn đạt được rất có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn nữa luôn nhé. Bạn mệnh tuổi mạo trong ngày này còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó rất có thể là người quen của bạn. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn đường đi nước bước hướng phát triển phù hợp cho tương lai của mình. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân mình và không ngừng cố gắng hơn nữa bạn tuổi mạo nhé lại thêm trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này còn cho thấy bạn mệnh cũng dễ dàng thu được một khoản lợi nhuận kha khá trong khoảng thời gian này bởi bạn đang có được các lĩnh vực về đầu tư kinh doanh buôn bán rất phát triển bạn tuổi mão nhận được sự tin tưởng của khách hàng đối tác được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận lớn trong tương lai nữa vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy thực hiện công việc thiếu kế hoạch mà bạn đã đề ra tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có phương hướng phát triển chính xác cho tương lai của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn có triển vọng về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 88, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu điền, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, mùi tuốt, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được mấy thuận lợi. Chuyện tình cảm của bạn với nửa kia dễ có sự xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau mà nguyên nhân có thể là do những bất đồng khó dung hòa trong những công việc chuyện gia đình giữa đôi bên. Và khi có sự tranh cãi nổ ra với bà tử thìn, bạn nên giữ bình tĩnh và cố gắng đặt mình vào vị trí của người ấy nếu không biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Rất dễ nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia và khiến cho tình cảm vợ chồng bị rạn nứt là khó có thể tránh khỏi nhé. Trong ngày thứ sáu này với bà tử thìn lại đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ điều này sẽ giúp cho bạn, đặc biệt là đối với những người làm lãnh đạo, có thể sẽ nhận được sự tin cậy và kính trọng của cấp dưới. Còn đối với những bạn làm nhân viên, cũng dần dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn nhận ra rằng những cố gắng của mình là không hề uổng phí chút nào cả. Về câu quýt cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, vợ chồng có sự bất hòa tranh cãi liên minh từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tháo gỡ những hiểu lầm những quan điểm không thống nhất từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đặt mình vào vị trí của người khác từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy dần dần khẳng định được vị thế của mình vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 40, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là do ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, điều này làm cho bà tuổi tỵ cần phải sẵn sàng để đối mặt với đủ loại thị phi ở chốn công sở trong ngày hôm nay. Bạn tuổi tỵ dễ cảm thấy khó chịu, ức chế vì những lời đồn đại đặt điều vô căn cứ về bản thân mình. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ nếu gặp phải mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bạn cần phải chú ý trong cách ứng xử của bản thân. Có thể bạn tính bốc đồng, nóng nảy sẽ khiến cho bạn gây thủ chúc oán với bạn bè, đồng nghiệp và tệ hơn nữa là những kẻ tiểu nhân từ bao giờ không hay. Bạn cần phải luôn hành động có kiểm soát sẽ tốt hơn bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là mối quan hệ gia đình của bạn trong ngày hôm nay lại rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe những tâm sự của bạn. Hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để tìm ra phương pháp giải quyết hợp lý cho mọi chuyện nữa bạn tuổi tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thị trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa gặp chuyện thị phi ở chốn công sở có kẻ bịa chuyện đơm đặt thị phi. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ suy nghĩ nông nổi tiêu cực dễ gây thù chúc oán. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc hãy suy nghĩ và hành động một cách cân nhắc hơn. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim gây thủ chúc oán với mọi người từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tâm sự và thảo luận với nửa kia của mình nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 14 số 55 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân từ với tuổi ngọ thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào thực hiện công việc cho dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi ngọ, bạn cũng sẵn lòng để giúp đỡ tất cả mọi người mọi khi thấy ai đó đang gặp phải những vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn có lẽ đang quá nóng vội khi đưa ra những quyết định mà chưa suy nghĩ cho chu toàn. Thêm vào đó, bạn tuổi ngọ cũng không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp phải những khó khăn, bởi nếu cứ như vậy, bạn khó có thể phát triển bền vững được ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng điều này cho thấy với bà tuổi ngọ bạn là người thích tự do và không thích ràng buộc cho nên đối với những bạn đang còn độc thân đang có được nhân duyên rất tốt với những người khác giới vào thời điểm này bạn mệnh có được cơ hội gặp người phù hợp với mình và nếu như chủ động và mở rộng lòng mình hơn thì rất có thể sẽ có được tình yêu như ý về câu quyết cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nhiệt tình và hăng hái trong công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy sẵn lòng giúp đỡ người khác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên quá mức nóng vội tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ dễ từ bỏ khi gặp phải những vấn đề khó khăn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có được nhân duyên tốt đẹp với mọi người về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 47, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ với tuổi mùi thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Với ba tuổi mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có màu khác với thổ. Điều này cho thấy chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân sẽ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay và đặc biệt là phái nữ có thể sẽ có một số kẻ tiếp cận với bạn đang có ý đồ không lành mạnh. Vì vậy, bạn hãy luôn chú ý giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những người khác giới nhé. Và ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và đừng có vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau này nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người vượng vàng trong công việc nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhưng có lẽ như với bạn tuổi mùi đang thiếu đi ý chí tiến thủ cho nên thường bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc đến với mình. Bạn cần phải xác định được những mục tiêu có tham vọng hơn, có mục đích cụ thể hơn cho mình. Đừng có để cho thời gian và cơ hội trôi qua một cách lãng phí như vậy bạn tuổi mùi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này. Từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim giữ khoảng cách thích hợp với những người khác giới Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy dễ bị kẻ xấu lừa gạt Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên biết giữ mình không nghe theo sự ham muốn cá nhân Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nhận được sự tin tưởng của cấp trên tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn không nên vội vàng hài lòng với thực tài và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 42 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu ghi màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Hợi từ Vi tuổi thân thứ 6 ngày 18 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi, điều này sẽ làm cho bạn tuổi Thân phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không có được sự cảm thông, trợ giúp của người nào khác. Với bạn tuổi Thân, bạn cần phải suy nghĩ theo chiều hướng tích cực và coi đây như là cơ hội tốt để tự rèn rũa bản thân mình. Muốn bản thân mình tín bộ hơn thì bạn cần phải khiêm tốn và học hội nhiều hơn nữa bạn tự thân nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong ngày này cũng đang có điểm báo không được tốt cho lắm khi bạn đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hay là bạn bè đàm túm mà quên mất gia đình luôn ở phía sau lưng. Với bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn trước khi tình cảm đôi bên dần nguội lạnh đi bạn tuổi thân nhé và xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày này với bà tuổi thân nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây đây là hai hướng sẽ mang lại cho bạn có được nhiều sự may mắn giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, làm việc vất vả, không có được sự giúp đỡ của ai khác. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, hãy giữ những suy nghĩ tích cực hơn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, dành quá nhiều thời gian cho bản thân mình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 64, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi giàu, tuổi tốt. tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây họa. Điều này làm cho bạn trong ngày hôm nay có thể chính là nguyên nhân gây nên sóng gió ở nơi công sở. Với bà tuổi Dậu có thể vướng phải những vụ tranh chấp về quyền lợi hoặc là phải chịu sự nghi ngờ, gièm pha từ phía đồng nghiệp và bà tuổi dậu cũng có thể cảm thấy thất vọng và chán nản vì không nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh trong ngày hôm nay nhé. Với những lúc như vậy, trước khi trách oán người khác, với bạn tuổi dậu cần phải dành thời gian để xem xét lại chính bản thân mình. Có thể bạn đã sai lầm ở một vấn đề nào đó mà chính bạn vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Nếu đúng là như vậy, bạn cần phải chỉnh sửa lại ngay bạn tuổi dậu nhé với bạn tuổi dậu trong ngày này lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là không nên giấu tất cả những suy nghĩ ở trong lòng bởi làm như vậy chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi bạn cần phải tâm sự với nửa kia của mình hoặc là với những người bạn thực sự tin tưởng để cùng nhau giải quyết vấn đề sao cho giảm bớt áp lực cho mình sẽ tốt hơn bạn tuổi dậu nhé về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy vướng vào tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nhận được sự tin tưởng ủng hộ của mọi người Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tâm sự với người thân thiết nhiều hơn Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bà tuổi tuất, bạn vốn là người có giàu kinh nghiệm và có nhiều tài liệu khác nhau. Tuy nhiên, bạn lại đang quá rẻ rạn và không thường xuyên thể hiện cho mọi người cùng biết. Và với bà tuổi tuất, bạn có biết làm như vậy chính là bạn đang ngăn trở con đường thăng tín của bản thân mình hay là không? Do vậy, bạn cần phải thay đổi những thói quen tật xấu này đi bạn tuổi tuất nhé. Với bạn tuổi tốt, đó bạn hãy cởi mở hơn với mọi người, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ đáng tin cậy, giúp ích cho bạn rất nhiều trong tương lai. Bạn cũng sẽ có thêm được những người cùng chí hướng, cùng chia sẻ những tâm sự, giúp cho cõi lòng của bạn được hăng hái, nhẹ nhuộm hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ, điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay sẽ không được tốt cho lắm có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn và người ấy. Cho dù bạn có nóng nảy đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng cần phải biết nghĩ cho người khác cân bằng lời ăn tiếng nói. Đừng có nói ra những lời làm tổn thương người khác bạn tuổi tuất nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, giàu kinh nghiệm làm việc, nhiều tài lẻ. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, ngại ngùng, không muốn thể hiện bản thân mình. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, cần phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, vợ chồng có thể vướng phải những mâu thuẫn lớn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, nên kìm chế cơn nóng giận của bản thân. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 49, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hợi, thứ sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2022 ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh với bạn tuổi hợi bạn là người có tính tình hiền lành chu đáo cho nên ai ai cũng muốn kết giao với bạn và may mắn hơn nữa là trong ngày hôm nay bạn có thể sẽ gặp được vận quý nhân nữa và ngày này với bạn tuổi hợi một khi bắt tay vào làm công việc gì với bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ mong muốn khẳng định giá trị của bản thân mình. Để gây được ấn tượng hơn nữa với cấp trên, bạn nên xác định điểm mạnh của mình và phát huy điều đó hơn nữa bạn tuổi hợi nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình cũng đang vô cùng là hòa hợp hai người trò chuyện và tham sự với nhau mọi điều trong cuộc sống và mọi khi gặp phải những vấn đề khó khăn bạn tin tưởng ở người đó luôn ủng hộ mình bạn cũng là người rất quê trọng gia đình nữa vài câu quýt cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không gây xích mích với người khác tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có tham vọng, khẳng định bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 66, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc áp tường màu trắng màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.